Đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều các em gái, các chị gái đã bỏ chồng và thậm chí bỏ con của mình. Ở đây tiếp tục một cái câu chuyện của nó là một người mẹ rất trẻ đang bồng một đứa con đi, bỏ chồng và bỏ con và bỏ gia đình đi. Thì hôm nay thì người ba của mình cũng như người chồng ở một tỉnh rất xa về đây để cầu cứu, nhờ Đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng tải thông tin lên tim một người con gái cũng như một người cháu ngoại cũng như em trai là tìm một người vợ và tìm một người con trai của mình. Câu chuyện như thế nào, kính mời cô chú anh chị các bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin chào hai cha con. Rồi em trai, có thể là em hôm nay em cầm tấm hình về đây, em cùng với cha vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Về đây để tìm vợ và tìm con của mình. Dạ. Rồi em có thể giới thiệu cái câu chuyện mà em họ tên là gì và em đang sinh sống tại đâu? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Hòa, em nay 26 tuổi, mà ở ấp Tầm Du 1, xã Hành Hòa, huyện Hồ Hẹp của tỉnh Hậu Giang. Rồi, hôm nay em lên đây là nhờ chú Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là giúp đỡ tìm vợ với con luôn về. Rồi, em có thể em giới thiệu cái câu chuyện vợ của em họ tên là gì, con trai của em họ tên đầy đủ là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, vợ em tên Nguyễn Thị Nhã Phương, sinh năm 1999, 24 tuổi. Con trai là Nguyễn Thanh Phát, sinh năm 2020, 2 tuổi. Rồi, trước thời điểm mà vợ em và con em quyết định bỏ nhà ra đi thế này là ngày mấy, tháng mấy? Dạ, vợ với con đi là ngày 2 tháng 1 năm 2023, đến nay là 9 ngày không có liên lạc gì được hết. Em có biết nguyên nhân tại sao mà vợ của em mà ôm con của em rất nhỏ để đi cùng thế này không? Dạ em không biết nguyên nhân ạ. Cuộc sống gia đình hôn nhân của em hạnh phúc không? Dạ hạnh phúc, đang sống bình thường ạ. Em có cãi lộn không, trước khi vợ em bỏ đi thế này em có cãi gây lộn gì hoặc có làm gì cho vợ buồn không? Dạ không ạ. Không. Vợ em đi lúc bây giờ là ban ngày hay tối? Dạ nghe người ở xóm nói là vợ đi lúc ban ngày khoảng trưa trưa. Gần trưa chứ chưa. Dạ. Vợ em đi bằng phương tiện gì em? Dạ thấy dẫn thằng nhỏ đi bộ, ở từ nhà ở trong nhà đi rồi dẫn nhỏ ra đi bộ. Dẫn đi bộ? Dạ. Đi tầm gần trưa đúng không? Dạ. Vậy là em hiện nay là em, vợ em đi này em có liên hệ, có gọi được cho vợ em không? Dạ nhưng không có liên lạc được, từ bữa đi đến nay là điện thoại là thuê bao tắt máy luôn, không liên lạc được. Em nghi ngờ điều gì? Dạ em nghi ngờ là bị người ta như dụ dỗ, bắt nhốt hoặc khống chế không cho điện thoại về nhà. Em có thể chia sẻ rõ ràng hơn, vợ của em đi bộ ôm con của em 2 tuổi đúng không? Mấy dạ tuổi? Đúng là 2 tuổi. 2 tuổi, là đi ở địa phương ở đâu? Dạ đi ở nhà của em là ở ấp Tân Du 1, xã Hòa, huyện Hẹp, tỉnh Hậu Giang. Là đi là ẩm con đi. Trước khi vợ em bỏ đi thế này là vợ em có biểu hiện gì bất thường không? Dạ không. Không, vẫn bình thường, không có điều gì bất thường hết. Em có thấy trước khi mà vợ bỏ đi thế có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào bất thường đối với vợ em mà để vợ em phải lo lắng, phải suy nghĩ không? Dạ không. Không luôn. Vẫn là bình thường. Hàng ngày là vợ chồng em cũng tâm sự với, cũng trò chuyện với nhau là trong các cái cuộc làm ăn hoặc tình cảm vợ chồng. Dạ như có, là như là biểu hiện là bình thường, mình nói chuyện với nhau là bình thường hết, không có điều gì mà khác biệt hết. Kinh tế hiện nay gia đình em có ổn không em? Dạ kinh tế là bây giờ là cũng đủ ăn đủ mặc. Có dư giả không? Dạ cũng không có dư giả hung, mà đủ ăn đủ mặc, không có thiếu nợ thiếu nần gì hết, nói chung là cuộc sống bình ổn đúng không? Dạ bình không ổn, không có gì thay đổi. Dạ em nghi ngờ điều gì? Dạ em nghi ngờ là sợ là như bị người ta dụ rồi bắt hai mẹ con là như bán qua bên Campuchia là này kia, giam giữ bắt làm những cái chuyện đồ này kia. Em nghi ngờ, công em việc sợ. Của em hiện nay có tốt không? Dạ công việc em đang tốt, ổn định. Thu nhập ổn định đúng không? Dạ. Hàng tháng em về có đưa tiền cho vợ không? Dạ có. Em có nhậu nhẹt chơi bời không em? Dạ như đi làm thì cũng có quan giao tiếp với bạn bè chút đỉnh. Lâu lâu có nhậu say xỉn bao giờ? Dạ cũng không có say xỉn không. Như là mình biết cái chừng mực. Đó là cái câu chuyện mà hiện nay thì vợ bỏ đi như thế này á, thì thực sự á, thì trong thời gian vừa qua Đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đã ghi nhận rất nhiều. Dạ. Nhưng đây một cái câu chuyện nào nó khác giữa em và người cha vợ. Em và cha vợ để về đây để nhờ Đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng tải thông tin tìm vợ cũng như là từng người con trai của mình. Dạ. Thực sự là câu chuyện này các anh nghe ghi nhận như vậy cũng rất buồn. Dạ. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này để nhờ Đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương cũng nhờ các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng để tìm vợ và tìm con trai của em giúp em? Dạ như em đến đây là cũng nhờ Đội Hiệp sĩ của chú Nguyễn Minh Hải đăng video lên, và em cũng nhờ là các bà con cô chú trên cộng đồng mạng thấy những video này thì sẽ liên hệ này kia giúp cho con là tìm được vợ với con về. Anh đang suy nghĩ một điều này, cái câu chuyện nó rất tế nhị. Dạ. Hy vọng là em hãy nói chuyện thẳng thắn rõ ràng hơn. Dạ. Có thể vì một lý do nguyên nhân là đó, vợ chồng em sống rất hạnh phúc. Dạ. Bởi anh đã gặp rất nhiều trường hợp và tư vấn rất nhiều rồi. Đến giờ phút này thì cũng có đầy đủ thông tin
và đầy đủ bằng chứng. Vì vậy anh chưa kết luận là vợ em đi theo với một người đàn ông khác. Nhưng vợ em có thể sẽ bị một người đàn ông khác dụ dỗ, hoặc có thể là một vài người bạn thân của em hoặc bạn của vợ em quen trên mạng, trên internet giới thiệu dụ dỗ để cho vợ em đi làm một công việc khác, lương tháng thu nhập ổn định tốt hơn, cuộc sống. Và cũng có thể một vài lý do khác là vợ em thương em, chính vì thương em cho nên tìm một công việc khác, nhưng mà mới đầu là chưa rõ ràng cho nên giấu gia đình để bế con đi làm thử. Nếu được thì sẽ thông báo, nhưng mà không ngờ là vợ em đi bị sập bẫy. Anh đang nghi ngờ những con đường như vậy. Đúng không ạ? Em có hướng như vậy không? Em có hướng nghĩ như vậy không? Dạ em cũng suy nghĩ cũng nhiều, cũng nghi ngờ nhiều nguyên nhân lắm, nhưng em không có biết được xác định được là nguyên nhân nào. Bởi vì một người phụ nữ tuy rằng là ở nhà chồng con no, nhưng mà cái mức thu nhập của em ổn định nhưng không phải là nhiều. Vì vậy cho nên có thể là vợ em cũng gò bó vì trong khoản tiền đó phải tính toán, phải chi tiêu trong sao cho hợp lý, đúng không ạ? Dạ đúng. Chính vì lý do như vậy nên vợ em hiện nay là cũng đang cần tiền để phụ giúp gia đình cũng như nuôi con của em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không ngờ bị sập bẫy. Em có điều nào em chia sẻ trên video này trên đội hiệp sĩ với thằng Bình Dương, em nói thẳng thắn và nói tình cảm, nói chuyện sao cho rõ ràng hơn để cho vợ em hiểu được, vì một lý do nguyên nhân nào đó thì cũng phải liên hệ cho đội hiệp sĩ với thằng Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 hoặc báo tin cho gia đình. Mời em. Như giờ em lên đây em nhờ của đội hiệp sĩ của chú Nguyễn Minh Hải lên đây đăng lên, nếu như là vợ em có thấy á thì cũng như là nếu không có bị người ta giam giữ hoặc là này kia thì liên hệ về với gia đình, đặng gia đình ở nhà biết nó làm sao. Nếu như ở giờ gia đình ở nhà cũng lo lắng không biết là hai mẹ con bây giờ sao, có bị người ta bắt nhốt hay là sao mình cũng không biết được, cho nên là nhờ cộng đồng mạng đây lên là như giúp đỡ giùm, nếu gặp mà được vợ con thì như thông báo giúp cho đội của chú Hải đây biết thông tin, đội chú Hải giúp đỡ tìm kiếm được vợ con về. Em có điều nào tâm sự em nói thẳng thắn trên đây, trên đội các video của đội chính Hải Bình Dương để chia sẻ cho vợ em. Hy vọng là vợ em đang xem video này để vợ em suy nghĩ làm sao để vợ em quay trở về. Nếu như mà như vợ em thấy được video này thì như liên lạc gì với gia đình biết cuộc sống giờ như nó làm sao, sao có đi làm hay là này kia, đặng báo về cho gia đình biết ở nhà như không có lo lắng. Còn khi nếu như mà bị người bắt này kia thì cũng nhờ cộng đồng mạng đây thấy thì cũng chia sẻ giúp đỡ giùm. Anh đặt một giả thiết, một ví dụ, không ai mong muốn điều đó, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. Mình không thể mà mình ngồi mình suy nghĩ những điều tốt đẹp được. Nếu như vì một nguyên nhân lý do nào đó, đôi khi em cũng làm cho vợ buồn, nhưng một người khác làm cho vợ em động lòng mà vợ em đã đi theo người ta. Mà các anh em mà đội hiệp sĩ có thể Bình Dương tìm hiểu ra mà vợ em đang sống chung với người đàn ông khác ở trong một căn nhà trọ hoặc trong căn nhà nào đó, thì lúc bây giờ em ứng xử ra em có tha thứ cho vợ mình không? Dạ như là em về cũng phải nói chuyện với vợ đàng hoàng, phải nói cho coi làm sao, nếu vợ còn thương á thì vợ, nếu ở nữa thì ở, còn nếu như vợ bây giờ chấp nhận thương người đó rồi á thì như em cũng không có cấm cản, đó là do ý kiến của vợ. Nhưng em nếu về ở bên em thì em sẽ tha thứ, đó là tùy vợ lựa chọn. Dạ đó là đúng tùy vợ. Cái điều đó anh không mong muốn điều đó xảy ra đối với em cũng như toàn thể gia đình em, nhưng mà hy vọng là nó không có thật. Nhưng còn nếu nó có thật thì mình phải có một cách ứng xử sao cho tốt đẹp nhất, khôn khéo nhất để không làm ảnh hưởng đến nhau. Có thể là mình không thành vợ chồng nữa, đúng không? Nhưng mà mình có thể là làm bạn với nhau, bởi vì dù gì cũng có một đứa con chung. Đúng không? Anh chúc em luôn thành công trong cuộc sống. Giờ xin phép anh trai ba vợ của em ha, để anh sẽ nói chuyện với ba vợ em xíu. Rồi xin phép anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Em họ tên Nguyễn Ngọc Định. Nguyễn Ngọc Định nha. Rồi. Mà nhà hiện nay mấy con rể là có sống chung không, gần nhau không anh? Cũng gần mà cũng không gần, không gần lắm ha. Rồi. Anh có thể chia sẻ cái câu chuyện mà anh mê để con gái anh nhà có thường xuyên tâm sự trò chuyện với nhau không? Nói chung ra thì cũng có mà nhưng ít lắm, tại vì em thì đi làm thì cũng lâu lâu về thì cũng qua cũng trò chuyện với con thì cũng thấy cũng bình thường, chứ cũng không gọi là mà thấy gọi là cái gì mà để xảy ra, thì coi như là tới ngày nó xảy ra thì mình mới hay được là những cái chuyện như vậy. Khi mà con gái anh phát hiện được con gái và con và cháu ngoại của mình bỏ đi mất tích thế này, lúc bây giờ anh suy nghĩ làm sao?
thì bây giờ cũng không biết suy nghĩ làm sao, chỉ cầu mong cho nó bây giờ nếu mà nó có đi đâu thì nó thấy cái video này thì nó quay trở về. Giờ cha với mẹ là coi như là đang mong đợi. Thực sự là không ai mong muốn cái điều đó xảy ra, nhất là bây giờ cha và con rể từ một tỉnh rất xa về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ của Bình Dương để đăng tải thông tin này là không ai mong muốn, đúng không ạ? Không ai muốn là cầm hình để dơ như thế này để các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng để chia sẻ, đúng không ạ? Nhưng đây là vì một chuyện bất khả kháng, hết cách, đúng không ạ? Gia đình mình đã trình báo cơ quan công an là con gái và cũng như cháu ngoại mất tích chưa? Có, em trình là nói chung ra là chỗ nào em cũng có trình, vừa công an huyện vừa công an xã em đã trình hết. Từ ở Hậu Giang, từ ở Long Xuyên, từ ở như là các Bạc Liêu đồ các em đã trình báo công an, vừa công an huyện, công an xã và công an ấp luôn. Em đã trình hết. Có là đâu có thể tìm được. Dạ. Là gia đình mình đã tìm hết rồi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ là phút này là nó vô vọng. Đúng rồi, vô vọng. Hết cách rồi, phải không ạ? Đúng. Dạ. Anh có điều nào anh chia sẻ ở đây để hy vọng con gái anh xem được? Dạ. Thì em cũng cầu mong cho con của em là Nguyễn Thị Nhóc Phương, nếu mà có thấy được như vậy thì cầu mong cho nó về với cha với mẹ. Thì cầu mong cho con vậy, về cha mẹ, cha mẹ tha thứ chứ không có gì để là cha mẹ gầy la. Rồi, thực sự là cái câu chuyện mà cha vợ cùng một con rể để về đây để báo tin như thế này là em gặp cũng rất nhiều. Dạ. Nhưng phải xin nhấn mạnh thế này, rất mong các em gái, nhất là em Nhã Phương này, nếu xem một video của đội hiệp sĩ Vĩnh Hải Bình Dương đăng tải chia sẻ như này thì một là liên hệ cho các anh em trong đội, đội hiệp sĩ Vĩnh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Yeah. Hoặc nếu có khó khăn hoặc có khúc mắc gì về đó, chuyện gia đình, tình cảm, hôn nhân thì có thể là liên hệ cho các anh cho có hướng. Yeah. Để giúp em quay trở về toàn tục cùng gia đình. Còn nếu em không muốn quay trở về thì em cũng phải làm sao nhắn tin hoặc em thông báo là con đang ở đâu hoặc em đang ở đâu để các anh em có hướng để giúp. Yeah. Em tránh tình trạng gia đình phải nói là vô cùng hoang mang. Đến giờ phút này em ôm một người con rất nhỏ trong quãng thời gian phải nói rất dài, em đã gọi là xây dựng gia đình, đã lấy chồng, em cũng không phải làm gì cả, đúng không ạ? Đến. Yeah. Giờ phút này thực sự là em ra ngoài đường chưa biết là bây giờ xã hội bây giờ nó rất nguy hiểm, cái sự rình rập lừa lọc ở bên ngoài nó rất nhiều, có thể em chưa va vấp và có thể là sẽ dính vào những cái cạm bẫy không mong muốn điều đó. Quay cặp con luôn cháu. Yeah. Thôi thì cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Bình Dương. Yeah. Xin gửi lời chúc đến anh cũng có toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Yeah. Hy vọng là một vài ngày tới thì các anh em đây sẽ tìm được ra nguyên nhân và thông tin người con gái cũng như người cháu ngoại của anh nhé. Yeah. Yeah. Cảm ơn. Xin chào cô hiệp sĩ. Xin chào cô chú anh chị và bạn.